Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp mẫu cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn cùng theo dõi bức tranh sau nha. Ở đây bé nhìn thấy anh của mình đang nghe nhạc, nhưng mà lại không biết là nhạc gì nên bé thắc mắc hỏi anh mình là Kore wa nano CD desu ka? Ego no CD desu. Kore wa nano CD desu ka? Ego no CD desu. Cái này là CD về gì vậy anh? Là CD tiếng Anh. Ở những video trước chúng ta đã được học về một công dụng của trợ từ no, danh từ của hoặc thuộc về một nhóm, một tổ chức nào đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được học thêm một công dụng khác của trợ từ no. Và đó là gì thì các bạn cùng theo dõi cấu trúc sau nha. Nano danh từ desu ka? Mà ý nghĩa là danh từ về cái gì? Ở đây trợ từ no dùng để giải thích bổ sung thêm nghĩa cho danh từ. Cũng như ví dụ đầu tiên chúng ta có bé nhìn thấy chị của mình đang đọc sách nhưng mà lại không biết là sách gì nên bé hỏi Kore wa nano hon desu ka? Nihongo no hon desu. Kore wa nano hon desu ka? Nihongo no hon desu. Nghĩa là gì các bạn? Cái này là sách về cái gì vậy chị? Hoặc là cái này là sách gì vậy chị? Là sách tiếng Nhật. Chị, chúng ta cùng đến ví dụ tiếp theo nha. Ở đây bé nhìn thấy anh mình đang viết cái gì đó vào vở, nhưng mà lại không biết là vở gì nên bé hỏi anh mình là Sore wa nano noto desu ka? Shukurai no noto desu. Sore wa nano noto desu ka? Shukurai no noto desu. Cái đó là vở về cái gì vậy anh? Là vở bài tập. Bé lại sang một phòng khác và nhìn thấy trên bàn có đặt một cuốn tạp chí. Bé thắc mắc không biết là tạp chí về máy ảnh có phải không? Nên là bé hỏi anh của mình. Vậy thì tiếng Nhật sẽ nói như thế nào đây các bạn? Are wa kamera no yashi desu ka? Ie hai kuruma no yashi desu. Are wa kamera no yashi desu ka? Ie hai kuruma no yashi desu. Cái kia là tạp chí về máy ảnh phải không? Không, là tạp chí về xe hơi. Trợ từ no bên cạnh dùng để giải thích, bổ sung nghĩa cho một đồ vật thì còn có thể giải thích cho một công ty, một tổ chức nào đó. Cũng như ví dụ này chúng ta có các bé vừa ăn trưa vừa nói chuyện với nhau. Otosan no kaisa wa nan no kaisa desu ka? Computer no kaisa desu. Otosan no kaisa wa nan no kaisa desu ka? Computer no kaisa desu. Công ty của ba bạn là công ty về cái gì vậy? Là công ty về máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hai minasan, sayonara, mata kono, yoroshiku negaishimasu.